gần 9 triệu đồng khoản phí đầu năm, 6 khoản thu ngoài quy định, 3 khoản vượt mức. Vụ nhân viên bị tố sàm sỡ thiếu nữ, bệnh viện Việt Đức nộp bằng chứng tới công an. Văn Toàn xin lỗi vì chia tay Seoul Island giữa mùa giải, tôi ra đi vì tương lai bản thân. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 16 tháng 9 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Gần 9 triệu đồng khoản phí đầu năm, 6 khoản thu ngoài quy định, 3 khoản vượt mức. Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương vừa có văn bản báo cáo xác minh các nội dung về khoản thu đầu năm tại trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 gây xôn xao dư luận. Văn bản nêu rõ công tác triển khai thực hiện các khoản thu của trường có sai sót vi phạm. Cụ thể, nội dung triển khai của lãnh đạo nhà trường tới giáo viên chủ nhiệm các lớp về thực hiện các khoản thu chưa thống nhất rõ ràng, một số khoản thu không đúng quy định, dẫn đến có giáo viên chủ nhiệm nắm bắt chưa đầy đủ nên khi triển khai tới phụ huynh học sinh gây dư luận xấu. Theo đó, có khoản thu lãnh đạo nhà trường triển khai, tuy nhiên giáo viên chủ nhiệm không thông báo đến phụ huynh học sinh, hay có khoản thu giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh nhưng không có trong danh mục của nhà trường. Có 4 khoản thu trong phiếu kê của giáo viên chủ nhiệm không có trong danh mục nhà trường hướng dẫn, bao gồm tiền quỹ hội cha mẹ học sinh, tiền mua TV, tiền học thêm hè, tiền photo. Có 2 khoản cao hơn so với mức thu do nhà trường thông báo là tiền gửi xe và sổ liên lạc điện tử. Các khoản thu nhà trường triển khai tại cuộc họp với giáo viên chủ nhiệm chưa đúng quy định tại Nghị quyết số 08 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân và các văn bản hiện hành. Bên cạnh đó, có 2 khoản thu chưa thực hiện đúng quy trình gồm tiền vận động tài trợ, xã hội hóa và tiền quỹ hội cha mẹ học sinh. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương, nhà trường mới dự kiến danh mục các khoản thu, mức thu đến giáo viên chủ nhiệm để thông báo công khai, xin ý kiến phụ huynh học sinh. Việc triển khai các nội dung trong cuộc họp tới giáo viên chủ nhiệm chưa cụ thể, dẫn tới giáo viên chủ nhiệm đã tự ý đưa thêm các khoản thu khác vào nội dung thu và gộp hết số tiền của cả năm học ở một số khoản thành một đợt thu không đúng quy định. Hiệu trưởng nhà trường triển khai các khoản thu chưa bám sát danh mục, có một số khoản thu cao hơn mức trần cho phép, gây dư luận xấu trong nhân dân. Nguyên nhân dẫn tới những sai sót trên là do hiệu trưởng chưa nắm bắt đầy đủ các văn bản, quy định hiện hành, văn bản của sở nêu. Đoàn kiểm tra của sở đã yêu cầu hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm dừng thực hiện các khoản thu đang triển khai, đồng thời rà soát triển khai thực hiện các khoản thu, mức thu theo đúng quy định. Sở cũng yêu cầu hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm trách nhiệm bản thân và những cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện các khoản thu đầu năm học, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20 tháng 9. Trước đó, trong tuần qua, mạng xã hội xôn xao hình ảnh thống kê các khoản phụ huynh học sinh phải đóng đầu năm học lên tới 8,7 triệu đồng. Cụ thể, tài khoản Facebook Phạm Văn Tuyền đăng tải bức ảnh thống kê các khoản thu đầu năm của trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 lên mạng xã hội và trở thành tâm điểm chú ý. Các hạng mục được liệt kê trong bản này bao gồm học phí, tiền gửi xe, bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế, vở ghi, ghế ngồi, thẻ học sinh, nước uống, vệ sinh, quỹ hội phụ huynh, đồng phục, sổ liên lạc điện tử, khảo sát, kiểm tra chung, TV, xã hội hóa, quỹ học bổng. Tổng mức thu là 8 triệu 715.000 đồng. Ông Phạm Văn Hy, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thanh Miện 3 xác nhận hình ảnh các khoản thu đầu năm hơn 8,7 triệu đồng được lan truyền trên mạng xã hội do một cô giáo trong trường soạn thảo, nhưng đây chưa phải là phương án chính thức. Cô Vũ Thị Thủy, giáo viên chủ nhiệm lớp 10D của trường xác nhận thông tin bảng kê anh Tuyên đăng tải là do cô lập ra. Tuy nhiên, theo giải thích của cô Thủy, khi đang lập bảng thống kê thì nhà có việc đột xuất nên không kiểm tra, đối chiếu, dẫn đến sai sót và nhầm lẫn so với bản thông báo trong kế hoạch dự kiến đóng góp của trường. Chuyển sang tin tức tiếp theo, vụ nhân viên bị tố sàm sỡ thiếu nữ, bệnh viện Việt Đức nộp bằng chứng tới công an. Trong bản tường trình liên quan đến việc bị người nhà tố sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi khi chụp X-quang tại bệnh viện Việt Đức, nam sinh viên và ekip cho biết vẫn chụp X-quang dù biết người nhà đang quay phim. Đại diện Bệnh viện Việt Đức vào trưa ngày 16 tháng 9 cho biết, ngày hôm qua, bệnh viện đã cử đại diện làm việc với Công an phường Hàng Bông. Trong buổi làm việc này, còn có cả sinh viên thực tập bị tố cáo sàm sỡ thiếu nữ 16 tuổi, vừa từ Tuyên Quang về Hà Nội. Tuy nhiên, phía người nhà không có mặt. Liên quan đến vụ sinh viên thực tập tại viện bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi, bệnh viện đã trích xuất toàn bộ camera an ninh, tường trình của sinh viên thực tập, màn hình chụp tin nhắn qua lại giữa người nhà bệnh nhân và sinh viên thực tập này tới công an, đề nghị công an quyết liệt vào cuộc, làm rõ thông tin
đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết. Vị này thông tin thêm, trong bản tường trình, nam sinh viên khẳng định không có hành động sàm sỡ như clip tố trên mạng xã hội. Theo phân công, sinh viên thực tập trực tại phòng chụp X-quang có nhiệm vụ tiếp nhận giấy tờ, chuẩn bị tư thế chụp cho bệnh nhân. Việc chiếu chụp do nhân viên kỹ thuật đảm nhiệm. Ekip trực, trong đó có sinh viên thực tập này, cũng có báo cáo với bệnh viện về diễn biến vụ việc. Theo đó, báo cáo trong giả bàn, giải trình bằng văn bản cho bệnh viện. Ekip trực khẳng định quá trình chụp chiếu X-quang diễn ra bình thường như nhiều bệnh nhân khác. Ekip trực cũng biết có người đứng ngoài, có quay camera qua ô cửa nhưng vẫn tiến hành chụp bình thường. Theo báo cáo, sáng ngày 9 tháng 9, cô gái 16 tuổi được đưa vào Bệnh viện Việt Đức sau tai nạn giao thông, được bác sĩ chỉ định chụp X-quang tay chân và xương chậu. Khi vào phòng chụp, nhân viên đã hỗ trợ bệnh nhân để chuẩn bị chụp. Trong chụp X-quang, tùy từng vị trí chụp, bệnh nhân được yêu cầu cởi bỏ quần áo, kéo thấp quần áo, bỏ các đồ kim loại. Sau khi chụp X-quang, ra ngoài một lát thì người nhà bệnh nhân bắt đầu to tiếng, đòi gặp nhân viên y tế vì cho rằng cô gái bị sàm sỡ khi chụp X-quang. Bệnh viện cũng đã mời công an phường Hàng Bông vào làm việc, giải quyết xong vụ việc. Bất ngờ sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện clip tố sàm sỡ. Đặc biệt, ngay sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện đã yêu cầu thay đổi quy trình, các hoạt động khám chữa bệnh, chiếu chụp. Theo đó, ở những công đoạn nhạy cảm, sẽ đề nghị người nhà hỗ trợ. Bệnh viện cũng tăng cường các biện pháp giám sát như lắp đặt thêm camera tại nhiều vị trí, khu vực nhạy cảm, ghi công khai khu vực có camera giám sát, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Như chúng tôi đã đưa tin, trên mạng xã hội xuất hiện clip một người đàn ông lớn tiếng, quát mắng, yêu cầu được gặp người đã chụp X-quang cho con gái mình, 16 tuổi, tại Bệnh viện Việt Đức vì cho rằng con gái bị sàm sỡ. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức xác minh thông tin, làm rõ sự việc và có báo cáo cụ thể về Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 9. Tin tức cuối cùng, Văn Toàn xin lỗi vì chia tay Sơn Ilen giữa mùa giải. Tôi ra đi vì tương lai bản thân. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cho biết anh cảm thấy có lỗi khi chia tay Sơn Ilen trong lúc mùa giải K-League 2 vẫn chưa khép lại. Hôm qua, tức ngày 15 tháng 9, câu lạc bộ Seoul Island thông báo việc chính thức chia tay tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Theo đó, chân sút sinh năm 1996 sẽ trở về Việt Nam thi đấu. Sau thông báo này, Văn Toàn cũng đã có những phát biểu đầu tiên về quyết định chia tay Seoul Island. Anh nói, sắp tới tôi sẽ chia tay Seoul Island để về Việt Nam. Thật sự tôi rất buồn và có lỗi khi về Việt Nam trong giai đoạn Seoul Island vẫn còn thi đấu. Tôi cảm thấy tiếc khi không cùng mọi người kết thúc mùa giải, nhưng phải chấp nhận. Vì suy nghĩ cho tương lai, tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu cho quyết định này. Về những kỷ niệm trong 9 tháng khoác áo Seoul Island, Văn Toàn chia sẻ, tôi có rất nhiều kỷ niệm trong thời gian ở câu lạc bộ. Lần đầu có mặt ở đây, tôi nhận được sự chào đón của mọi người. Bắt đầu những trận đấu đầu tiên thì rất khó khăn. Khi đội có chiến thắng đầu tiên, chúng tôi cùng nhau ăn mừng. Đó là những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Thật sự khi sang Hàn Quốc, tôi rất lo sợ. Tôi không biết mọi người sẽ tiếp đón mình như thế nào. Rồi tôi có làm được gì cho câu lạc bộ hay không? Tuy nhiên, khi sang đây, tôi nhận được nhiều sự ủng hộ, giúp tôi cảm thấy như đây là đội bóng thân quen. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi. Tôi hạnh phúc khi nghe cổ động viên trên sân hô vang tên mình. Về V-League, Văn Toàn sẽ gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Thông tin này được chính trang chủ của Seoul Island xác nhận. Đội bóng Thành Nam từ lâu đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Văn Toàn. Vừa qua, Văn Toàn cũng được huấn luyện viên Philippe Chaise triệu tập dự FIFA Day tháng 9. Toàn ra sân trong hiệp 2 và nhanh chóng gây ra nhiều khó khăn cho các hậu vệ đội bạn. Văn Toàn cũng chính là người đã kiến tạo cho Tuấn Hải ghi bàn ở phút thứ 78 trong trận đấu với Palestine. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và bản tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại.